Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng đi ra vườn và mình cũng quay cái video, mình cũng chia sẻ cho tất cả anh chị mình cái khu vườn của mình, cũng như cái cách mình tận dụng triệt để cái khu vườn để mình trồng trọt cũng như mình chăn nuôi trên chính cái mảnh vườn của mình, để mình kiếm thêm cái thu nhập. Thì nhiều anh chị đấy cả nhà, có một cái nghịch lý như thế này, và cái này là mình nhìn thấy và cái thực tế mình thấy luôn anh chị, là nhiều anh chị ở thành phố đấy, hoặc là những anh chị mà có một cái quỹ đất mình gọi là rất là ít đấy, thì có một cái ao ước là mình ước gì mình có được một cái mảnh vườn để mình trồng trọt, mình chăn nuôi trên đấy, mình kiếm tiền từ cái mảnh vườn đấy, cũng như mình cung cấp cái nguồn thực phẩm cho mình. Nhưng mà đấy là những anh chị người ta không có đất, hoặc là những anh chị người ta ở phố đấy, cái điều kiện nó không có cho phép. Thì ngược lại, những anh chị ở quê đấy, đất thì người ta rất là nhiều cả nhà, đất người ta bao la, có thể tính bằng hecta luôn ấy, thậm rất là rộng. Nhưng mà có một cái trường hợp xảy ra như thế này, đó là người ta thường bỏ trống như vậy, người ta cũng không có chăn nuôi gì ở trên đấy, người ta cũng chả trồng trọt gì, một cái hiện tượng rất là phổ biến ở miền quê, đặc biệt là ở quê em cả nhà, là mình thấy thực tế là như vậy, là người ta không có làm, người ta chỉ bỏ đất hoang như vậy, người ta để cỏ mọc như vậy, tùm như thế. Bởi vì người ta quan niệm là bây giờ có trồng trọt hay là bây giờ có chăn nuôi gì đi chăng nữa thì nó cũng không có tiền. Thậm chí bây giờ mà trồng trọt chăn nuôi thì ngoài vừa không có tiền mà còn dễ bị lỗ vốn nữa, bị thiệt hại thêm cái kinh tế. Từ một cái tư tưởng như vậy thì mình thấy cái nghịch lý nó xảy ra như thế. Ở phố đấy, thì ước ao có mảnh đất, nhưng mà ở quê có đất rồi ấy, thì lại thấy bỏ trống, không có trồng trọt chăn nuôi. Thì với bản thân mình cũng chia sẻ với tất cả anh chị, mình là diện tích đất của mình nó không có lớn, nó cũng chỉ một cái mức độ tương đối thôi anh chị, nhưng mà mình cũng khai thác triệt để cái vườn luôn, mình khai thác để mình chăn nuôi. Như cả nhà thấy phía trước em là em chăn nuôi lợn rừng, thì đây cũng là một phần để mình kiếm thêm cái thu nhập thôi. Ngoài ra nữa, mình chăn ngoài chăn nuôi lợn rừng, mình nuôi gà, trồng cây lấy gỗ, mình đào ao, mình thả cá cả nhà, hoặc là mình trồng cây ăn trái, cái kết hợp với mình trồng rau xanh để phục vụ cái bữa ăn của mình. Thì mình thấy ngoài vấn đề mình có được một cái nguồn thực phẩm sạch, thì cũng là cái cách mình kiếm được tiền, kiếm được cái thu nhập, giúp mình tối ưu hóa đi cái vườn của mình. Thì bây giờ mình chia sẻ đến tất cả anh chị cái cách mình khai thác nó như thế nào, cái đơn giản hay không và cái khó hay không. Như nhiều anh chị cứ nghĩ là chăn nuôi là sẽ bị lỗ vốn. Thì đầu tiên ấy, để chia sẻ cho tất cả anh chị mình ấy, cái hình thức mình chăn nuôi ra làm sao, thì em cũng sẽ quay một lượt cái vườn của mình cho tất cả anh chị xem. Thì như cả nhà thấy ấy, phía trước đây chính là cái khu mình tập trung mình nuôi những cái con heo rừng, với cái mục đích nó ăn những cái thức ăn thừa, giúp mình có thêm cái thu nhập rất là giá trị, cũng như là giúp mình có nguồn cái thực phẩm. Chia sẻ với cả nhà, như cả nhà thấy đây là những con heo rừng của mình cứ rào lưới như vậy thôi, mình rào lưới ba mặt mình chăn nuôi. Cùng phía trước cũng chia sẻ với cả nhà đấy, phía trước là cái ao cá của mình, chiều ngang thì chỉ tầm 10 mét thôi, còn chiều dài của nó là 50 mét, bởi vì cái mảnh đất của mình là nó có 50 mét, nó được có chiều dài 50 mét cả nhà, nên mình đào theo cái chiều dài 50 mét như vậy. Còn ở bề ngang của cái ao là em lấy 10 mét thôi. Thì đây là hình thức mình đào ao, mình nuôi cá, mình nuôi những con cá nước tù thôi cả nhà, để mình thứ nhất là mình phục vụ cái bữa ăn của mình, hoặc mình không ăn hết anh chị, mình có thể bắt nó lên mình chế biến làm cái thức ăn cho cái con vật nuôi của mình, như cái con gà, thậm chí là mình nấu lên cho cái con heo ăn. Thì đây là cái cách mình tận dụng như vậy, mình làm cho nó cộng sinh với nhau, mọi con vật nó đều có sự cộng hưởng với nhau anh chị. Bây giờ em quay cái ở bên này cho anh chị xem. Như các anh chị thấy đây là cái khu mình trồng trồng cây lấy gỗ, mình tận dụng triệt để mọi cái quỹ đất, mình trồng cây lấy gỗ của tất cả anh chị. Với cái cây lấy gỗ này đấy, ngoài vấn đề là giúp mình có tiền này, giúp cái đất của mình anh chị nó che phủ rất là tốt, chống cái xói mòn đi, thì bên cạnh đấy mình cũng chăn nuôi gà. Gà mình là gà thả vườn, như anh chị thấy, từ gà lấy thịt đến gà lấy trứng, mình chăn thả tự nhiên như vậy thôi, giúp cho cái con gà mình nó thịt nó rất là thơm, rất là thơm ngon. Cũng như là khi mà mình chăn nuôi gà như vậy anh chị, là cái con gà mình nó sẽ thải phân ra ngoài, giúp cho đất mình tơi xốp,
giúp cho cái cây xanh của mình đấy, làm phân cho cái cây xanh, làm phân cho những cái thân cây gỗ này, vừa giúp mình có nguồn thu từ thịt gà cũng như có một cái nguồn thực phẩm sạch, thì cũng là cái cách giúp mình bổ sung dinh dưỡng cho những cái cây. Những cả nhà thấy đây là những cái cây cây lấy gỗ của mình trồng, thì anh chị thấy nó rất là hợp lý đúng không ạ? Mặc dù cái cách mình chăn nuôi đấy nó cũng rất là đơn giản thôi, chỉ kiếm thêm cái thu nhập, mình không có đặt nặng vấn đề kinh tế vào ở đây, mình không có đầu tư kinh tế anh chị, mình chỉ kiếm thêm cái thu nhập thôi. Trước là phục vụ cái bữa ăn của mình, sau là kiếm thêm cái thu nhập, nhưng mà mình thấy nó rất là hiệu quả. Mặc dù cái mảnh vườn chia sẻ với anh chị, cái mảnh vườn của mình nó không có rộng, nó cũng không có lớn như nhiều nơi, anh chỉ tầm vài, chính xác hơn là tầm 4.000 m² thôi anh chị. Nói chung ở quê mà với một cái mảnh vườn 4.000 m² thì cũng tương đối rồi đấy, nhưng mà có nhiều nơi em thấy người ta có vài hecta, nhưng mà người ta vẫn bỏ trống anh chị, mình thấy rất là tiếc. Nên mình thành thành mình, mặc dù cái vườn mình nhỏ thôi nhưng mà mình tận dụng triệt để như vậy, và mình tận dụng với cái mục đích là mình vừa sử dụng cái quỹ đất cho nó hợp lý, giúp cho cái vườn của mình nó sạch anh chị. Chứ bây giờ cái vườn đấy mà các anh chị không sử dụng ấy, các anh chị không có chăn nuôi hoặc không có trồng trọt này đấy, vì lâu về dài nó sẽ thành một cái vườn bỏ hoang như vậy, cỏ dại mặt âm tùm, bởi vì mình cũng ít ro ngày đấy nữa. Nhưng mà khi anh chị chăn nuôi như thế này đấy thì cái vườn nó cũng tự nhiên mà sạch hơn anh chị. Cũng như là mình trồng trọt, mình chăn nuôi đấy, mình kết hợp nhiều thứ lại với nhau, giúp cho mình có một cái nguồn thực phẩm sạch. Trước tiên là mình có nguồn thực phẩm sạch. Cái thứ hai nữa là mình không có tốn tiền, không có tốn chi phí chăn nuôi. Cũng như là mình không có tốn, xin lỗi cả nhà, là mình không có tốn cái nguồn thức ăn. Như bản thân em đây cả nhà, em nuôi những cái con gà đẻ lấy thịt, thì em phục vụ bữa ăn của mình. Nếu mình ăn không hết thì mình bán, mình lấy tiền. Từ cái tiền đấy mình có thể lấy, mình chăn nuôi heo, mình lấy mình mua thức ăn cho heo, heo rừng, thậm chí là mình có thể phục vụ về cái kinh tế cho bản thân mình nữa cả nhà. Nói chung là mọi thứ nó đều có một cái cộng hưởng như vậy, nhìn rất là đơn giản anh chị. Chỉ một chăn nuôi mỗi thứ một ít, mỗi thứ một ít thôi, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Chứ còn cái tình trạng bây giờ em thấy có nhiều anh chị ấy, người ta chăn nuôi hoặc là người ta trồng trọt, người ta chỉ đánh vào cái kinh tế, có nghĩa là người ta nhắm khi nào mà có thực sự đem lại giá trị về kinh tế người ta phải làm, chứ còn kiểu làm nhỏ lẻ nhỏ giọt ấy người ta lại không có làm. Người ta cái kiểu là thà bỏ đất trống còn hơn phải phải làm nhỏ nhỏ như vậy, vừa vất vả nhưng mà cũng không có được gì. Nhưng mà đấy, mình nghĩ là một cái quan điểm hơi hơi sai lầm một tí, bởi vì với thời điểm bây giờ em thấy như thế này, khi mình càng làm lớn, mình càng đầu tư nhiều ấy, thì cái thiệt hại nó càng, cái rủi ro, mình gọi là cái rủi ro nó còn cao. Nhưng mà khi anh chị làm nhỏ lẻ, kiểu kiếm thêm cái thu nhập thôi, mỗi thứ một chút, mỗi thứ một chút trên cái mảnh vườn của mình ấy, thì cái hiệu quả nó rất là cao anh chị. Thứ nhất là cái rủi ro nó không không nhiều, cái chạy với cái chi phí cũng cũng thấp, nên thành ra mình thấy là lợi nhuận nó có thể một ngày một tháng mình thu không được như người ta, nhưng bù lại ngày nào mình cũng có tiền anh chị. Ngày nào mình cũng có vài chục ngàn từ trứng. 3-4 tháng sau thì mình sẽ có gà bán thịt. 5-6 nửa năm sau thì mình lại bán heo rừng. Thậm chí vài năm sau mình lại bán cây lấy gỗ. Thì cả nhà thấy mình có đều cái nguồn thu như vậy, mặc dù mình không phải làm kinh tế ở đây, vì bản thân mình cũng có một cái công việc ổn định, mình vẫn có cuộc sống riêng của mình anh chị. Nhưng mà mình vẫn tối ưu hóa cái vườn của mình là như vậy, tối ưu hóa triệt để nó, để giúp mình phát triển cái kinh tế, giúp mình có nguồn thu. Thì đây là cái cách mà bản thân mình làm, mình đang áp dụng và mình đang khai thác triệt để cái vườn. Thì cũng chia sẻ đến tất cả anh chị như thế, một cái mô hình rất là đơn giản thôi, giúp cho cái mảnh vườn của mình nó trở nên đa năng hơn. Nó không chỉ là cái mảnh vườn, nó không chỉ là cái khu đất trống, mình cũng là một cái cách để mình khai thác và mình kiếm tiền từ chính cái mảnh vườn này. Thì cũng chia sẻ đến với tất cả anh chị là như vậy.